Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sang một cái kỹ thuật mới ở trong Photoshop, đó là kỹ thuật che giấu một phần hình ảnh ở trong Photoshop. Chúng ta có hai cái kỹ thuật đã hoặc là công cụ để học trước đó, đó là crop và công cụ tẩy. Đấy, crop thì là nó sẽ cắt cụt và nó bỏ đi một cái phần hình ảnh mà không mong muốn ở trong cái bức hình, hoặc là tẩy là tẩy xóa đi, bỏ đi những cái phần mà chúng ta không mong muốn. Tuy nhiên những cái cách làm đó nó đều là theo cái phương hướng là làm mất đi một phần cái hình ảnh thực sự. Thế thì chúng ta sẽ làm việc với lại cái kỹ thuật mới, tức là chúng ta chỉ che chắn, chúng ta chỉ cho phần hình ảnh đó không mong muốn nó bị ẩn giấu đi, chứ nó không phải là theo cái cách bị xóa bỏ. Kỹ thuật này thì nó rất là tốt vì nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cái phương án xử lý. Ví dụ như là khi tôi ghép một cái phần nào đó vào, hoặc là tôi muốn di chuyển, tôi muốn thay đổi vị trí, tôi muốn thay đổi kích thước vân vân để đặt nó vào trong những cái phần khác ở trong một bức ảnh, thì nó sẽ rất là linh hoạt. Lý do là vì nếu như chúng ta đã xóa thực sự một cái phần nào đó đi rồi, thì với cái bố cục A thì chúng ta có thể là xóa đi thì để khớp vào với lại một cái vị trí nào đó trên bức ảnh. Nhưng nếu như mà chúng ta sau khi mà ngắm nghía lại, chúng ta lại đánh giá là nó chưa tối ưu, chúng ta muốn dịch nó đi sang một vị trí khác, thì có thể nó sẽ không còn cái sự hợp lý nữa rồi. Tôi lấy ví dụ trở lại như là cái bài làm cầu vồng đó. Ví dụ như là tôi ghép một cái cầu vồng vào trong khung cảnh như thế này, thì cầu vồng của chúng ta làm thì nó sẽ là cầu vồng tổng, đúng không? Nó là cái tròn, sau đó thì chúng ta cắt chân cầu vồng đi. Và cái việc cắt đó thì chúng ta có thể làm rất là dễ dàng với lại vùng chọn và lệnh xóa. Tuy nhiên là nếu như chúng ta xóa thật, thì đến lúc mà tôi cảm thấy không hài lòng, tôi muốn dịch vị trí cái cầu vồng sang một vị trí khác chẳng hạn, thì nó sẽ không còn cái sự phù hợp nữa, bởi vì cái chân cầu vồng nó được cắt theo cái vị trí của cái bài mà chúng ta đã làm rồi. Thế thì lúc mà dịch sang vị trí khác thì nó sẽ không phù hợp nữa. Đây, bây giờ chúng ta quay trở lại cái bài này làm nhanh, và chúng ta sẽ minh họa cách là thay vì cắt đi thì chúng ta sẽ ẩn giấu cái chân cầu vồng như thế nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái layer mới, nó trong suốt không có gì cả. Sau đó thì vào công cụ tô chuyển, bấm vào cái thư viện để hiệu chỉnh. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn kiểu, chúng ta sẽ dồn các cái điểm màu này vào sát nhau để tạo cái dải cầu vồng. Tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ làm với lại các cái điểm opacity stop. Ví dụ như này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn kiểu tô tròn, kiểm tra xem transparency đã chạy hay chưa. Đó. Và chúng ta sẽ kéo một đường, chúng ta tạo ra cái cầu vồng như này. Thế ví dụ đây, bây giờ chúng ta đặt ở vị trí chẳng hạn như nó nằm ở đây chẳng hạn. Nếu xóa thật đi thì tí nữa tôi muốn chạy sang đây, rõ ràng là không ổn. Đó, tại vì là một số điểm ảnh chúng ta đã bỏ nó đi mất rồi. Do đó thì với cái kỹ thuật là che chắn một phần hình ảnh, chúng ta sẽ rất là chủ động trong cái việc là thay đổi chỗ. Thế thì mặt nạ che chắn thì nó được làm như thế nào? Thì chúng ta có thể làm mấy cách như thế nào? Đấy, tôi sẽ thể hiện theo một vài cách làm chính tắc, gọi là tạo mặt nạ nhé. Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Một layer thông thường thì nó sẽ có cái thumbnail, nó thể hiện cái phần điểm ảnh và điểm trong suốt ở trên cái layer đó. Thế thì kèm theo bên này thì có một cái tên. Thế khi mà chúng ta đưa một mặt nạ vào để tiến hành che chắn và xử lý cái hình ảnh, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn chọn cái layer các bạn muốn gắn mặt nạ. Sau đó thì các bạn nhìn xuống dưới đáy của hộp layer.
và đếm thứ tự từ trái sang, nó là cái biểu tượng thứ ba. Đó là biểu tượng có hình chữ nhật màu trắng và có một cái hình tròn màu đen hay màu xám ở trong. Sau khi mà chúng ta bấm vào đây thì lệnh này là lệnh S-Layer Mask, thì chúng ta sẽ bấm vào đây, nó sẽ tạo ra một cái mặt nạ được đi kèm với lại cái layer đó. Hiện tại thì mặt nạ chưa được tô vẽ gì cả và nó có màu trắng, và do đó thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ cái layer mà chứa cái cầu vồng gốc thì nó vẫn tròn xoe và không mất đi cái điểm nào cả. Bây giờ tôi muốn thao tác là giấu cái chân cầu vồng đi theo cái triền núi rồi cái dạng cây. Thế thì để xử lý cái việc này thì chúng ta sẽ tiến hành làm bằng một cách nào đó, miễn là chúng ta đưa được màu đen vào cái phần mặt nạ, và phần màu đen đó tương ứng với lại cái phần nào ở bên dưới của cái ảnh thì nó sẽ che giấu và không cho cái phần hình ảnh đó được hiển thị. Về mặt bản chất thì nó chỉ che đi thôi chứ nó không xóa đi. Do đó nếu như mà chúng ta muốn dịch cái cầu vồng sang một vị trí khác, hoàn toàn chúng ta có thể xử lý lại bằng cách là nhắc cái cầu vồng sang vị trí mới và chúng ta lại tiến hành tô trắng tô đen lại để mà cho hiển thị hay không hiển thị phần nào. Thế thì bằng phương pháp mà tô như thế thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ brush tone, sau đó thì chúng ta chọn cái màu tiền cảnh là màu đen. Muốn tô nhanh hay chậm thì chúng ta sẽ nhấn Alt, nhấn giữ phím phải và sau đó thì chúng ta kéo chuột sang phía bên tay phải để tăng cái kích thước của đầu công cụ lên. Đồng thời là nên thiết lập cái độ mềm của bút nó lớn lên một tí để khi mà chúng ta tô vẽ vào thì chúng ta sẽ có được một cái biên mềm, nó sẽ giúp chúng ta làm mềm cái phần chân của vòng. Thế thì lưu ý rằng là các bạn đừng nhầm lẫn giữa hai cái phần là layer ảnh và cái mặt nạ phủ ở phía trên. Bằng cách là tô vào cái mặt nạ này bằng màu đen. Đây các bạn quan sát này. Khi tôi tô vào đây thì tô đến đâu thì các bạn sẽ thấy là cái cầu vồng bị làm sao đây nhỉ? Bị giấu đi đến đó, đó. Đấy. Và cách làm như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta giấu được cái chân cầu vồng đi. Muốn mà cho cái cầu vồng này nó giảm bớt, nó không bị quá rõ như thế này nữa, các bạn có thể điều chỉnh một chút cho tôi như sau. Các bạn chọn cho tôi một cái màu khác, không phải là màu đen, miễn là đừng là màu trắng. Đấy, một cái màu ghi nào đó, ghi mà càng nhiều đen thì nó che phủ càng mờ, còn ghi mà nhiều trắng thì nó che nhưng mà che ít thôi. Ví dụ như này. Đấy. Thì khi mà chúng ta tô vào đây bằng các cái màu ghi càng đen thì cái này nó bị che đi càng mờ. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh luôn là cái cách hiển thị của cái bức ảnh này, cái layer ảnh này, nó rõ hay nó mờ mà không cần phải can thiệp vào cái giá trị opacity. Thế còn cái chân này muốn làm đến đâu thì lúc đấy làm kỹ ở những cái phần mà nhỏ nhỏ như này chẳng hạn, thì các bạn có thể giảm bớt cái kích thước của cái bút đi và chúng ta chuyển lại về màu đen, tô kỹ vào những cái phần mà chúng ta muốn xử lý. Đấy. Muốn giấu chân đến đâu thì chúng ta sẽ đưa vào đây đến đó. Cái bút chúng ta tô kỹ thêm một tí vào cái chân này. Với cách làm như thế này, nếu mà các bạn cảm thấy là không ưng, đúng không? Bây giờ bảo tôi thích dịch cái cầu vồng sang phía bên trái nữa cơ. Thế thì chúng ta dịch thôi, đúng không? Các bạn có thể là kéo đưa cầu vồng dịch sang bên trái. Đến đây thì các bạn sẽ thấy là nó lộ ra một vài chỗ không được ổn lắm. Thì lúc này chúng ta lại sử dụng bút, chúng ta lại bấm vào mặt nạ và chúng ta lại gì đấy, lấy màu đen chúng ta tô vào những cái phần mà chúng ta muốn xử lý giấu đi. Đấy. Còn nếu chỗ nào mà cần phải cho nó hiện ra thì chúng ta lại lấy màu trắng. Đó. Cần hiện ra chỗ nào thì chúng ta lấy màu trắng, chúng ta thu vào thì nó lại hiện ra. Như thế thì về mặt thao tác thì cái kỹ thuật mà làm việc với mặt nạ này nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết mọi việc linh hoạt hơn rất là nhiều. Chỗ nào mà chúng ta cảm thấy là cần giấu, chúng ta giấu. Chỗ nào cần hiện, chúng ta cho hiện. Và nó không mất đi bất cứ một cái điểm ảnh gốc nào cả. Việc này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể thoải mái
là dịch chuyển cái đối tượng nó đi bất cứ cái vị trí nào và cứ thay đổi cái địa hình xung quanh thì chúng ta có thể là che thêm một số phần hoặc là hiện thêm một số phần lên cho nó tương ứng với lại cái địa hình địa vật mới khi mà chúng ta ghép các cái đối tượng vào. Thế thì cái cách thức như thế này là một cái cách thức được sử dụng cực kỳ nhiều ở trong Photoshop. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái cách thức nữa. Đây, bây giờ các bạn xem thử xem. Về mặt cách thức làm thì tạo ra một cái mặt nạ thì đơn giản thế thôi. Và muốn bỏ mặt nạ đi thì chúng ta có mấy cái lệnh như sau. Các bạn có thể chuột phải vào đây. Các bạn có hai cái tùy chọn. Một là Disable Layer. Trong trường hợp này thì là nó tạm thời vô hiệu hóa cái mặt nạ đi để cho chúng ta lại quan sát được đầy đủ cả cái layer. Đấy, thế còn nếu mà các bạn muốn cho nó hiện lại thì các bạn lại chuột phải vào và lại chọn lệnh đầu tiên Enable Layer Mask. Đấy. Thế còn thao tác nhanh hơn thì các bạn có thể giữ Shift nhé. Các bạn giữ Shift kích vào cái mặt nạ. Đấy, thì kích lần đầu thì nó vô hiệu hóa, kích một lần nữa thì lại cho hoạt động. Thế còn xóa bỏ thì chuột phải vào đây và chọn lệnh Delete Layer Mask thì nó sẽ xóa bỏ cái mặt nạ đi. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm việc với mặt nạ. Thế còn chúng ta còn có những cái cách khác nữa như thế này. Các bạn có thể là vẽ ra cho tôi một vùng tròn. Đấy. Sau khi các bạn vẽ ra vùng tròn rồi, trong trường hợp này thì chúng ta nên thiết lập một cái biên mềm Feather. Sau khi có vùng chọn này rồi thì chúng ta mới bấm vào cái biểu tượng tạo mặt nạ thì nó cũng sẽ tạo mặt nạ ra. Trong trường hợp này thì nó sẽ giúp chúng ta là làm sao đấy, giấu luôn cái phần mà nằm ngoài cái vùng chọn đi bằng cách là chỗ nào nằm trong vùng chọn nó để màu trắng, chỗ nào nằm ngoài vùng chọn nó để màu đen. Thế còn cái phần feather thì nó sẽ tô bằng cái màu chuyển giữa đen và trắng, tức là xám chuyển dần. Thì đây cũng là một cái cách. Và về mặt bản chất thì không hề khác gì nhau, cũng vẫn có mặt một mặt nạ vẫn tô bằng màu đen và màu trắng, và màu trung gian giữa hai màu đó là màu xám. Đấy. Thế nhưng mà cách thức làm thì nó hơi khác nhau một tí. Một cách lúc đầu tiên của chúng ta là tạo mặt nạ trắng, sau đó thì chúng ta mới tiến hành tô vẽ vào. Thế còn cái cách thứ hai là chúng ta tạo ra vùng chọn trước rồi mới gắn mặt nạ, thì lập tức là nó sẽ tự đưa màu đen trắng vào những phần tương ứng ở bên trong vùng chọn và ngoài vùng chọn. Thì các bạn làm cách nào cũng được, và ngay kể cả là các bạn tạo mặt nạ sau đó thì các bạn tô vào bằng cái phương pháp tô chuyển, nó cũng là một cái cách làm hay. Cái việc tô chuyển nó và tô chuyển bằng màu đen trắng thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái sự che phủ mờ dần, và trong cái quá trình mà làm thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là rất là nhiều các cái trường hợp mà người ta minh họa, người ta làm những cái bóng đồ xuống phía dưới của các đối tượng là người ta hay sử dụng bằng cái cách đó. Để ví dụ như là tôi mở thử một cái bức ảnh như thế này, các bạn quan sát thử. Đây, ví dụ các bạn nhìn thấy là chẳng hạn như là tôi có một cái bức hình như thế này, muốn làm cái phần mà bóng đổ xuống phía dưới đó, muốn làm bóng đổ xuống phía dưới thì chúng ta hoàn toàn có thể là dùng cái cách lật đối tượng, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái mặt nạ cho cái đối tượng ở bên dưới. Đây, để thử xem nhé, tìm một cái bức ảnh nào đó. Cho nó phù hợp rồi chúng ta sẽ minh họa thử luôn. Đây, ví dụ lấy cái bức ảnh này chẳng hạn. Bây giờ chẳng hạn như là chúng ta làm cái bóng người cho nó nhé. Thì trước hết là vào email này. Đây, background. Ok, chuyển về layer 0, email, canvas size.
Bây giờ tôi mở gấp đôi cái ảnh ra. Bây giờ cao là 170 là 197 pixel thì tôi sẽ mở thêm 197 nữa. Bấm về phía trên để mở rộng ra phía dưới. Ok, đến đây thì chúng ta có được cái bức ảnh cao gấp đôi, đúng không? Bây giờ tôi Ctrl G nhân bản cái thằng này. Sau đó thì tôi xoay nó. Edit, Transform, Flip, Vertical, đúng không? Tôi kéo nó xuống đây chẳng hạn, đặt nó vào đây. Thế bây giờ muốn làm cho cái này nó giống như là cái bọc nước để cho nó mờ hơn, nhòe hơn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm việc ở trên cái layer này bằng cách là tạo ra một cái mặt nạ. Sau đó thì tôi sẽ chọn tô chuyển và tôi sẽ sử dụng cái cách là tô chuyển đen và trắng. Bây giờ chúng ta sẽ tô thử được. Muốn cho nó có được cái sự mờ nhòe thì chúng ta nên để nó ở một cái màu gì đó, ví dụ thích để cái này là chất màu nước chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đo được cái màu của trên trời này. Edit Fill for example. Đấy, ví dụ thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể là làm giống như là cái mặt nước. Đấy, muốn bóng nó thể hiện đến đâu, muốn che mờ đến đâu thì chúng ta sẽ kéo dài hay ngắn cái phép tô đen trắng trên cái mặt nạ này, thì cứ đen ở đâu thì nó che khuất luôn, xám thì là sẽ che mờ dần, trắng thì là không tác động tới. Thế thì chúng ta muốn cho nó hiển thị cái bóng đến đâu, rõ đến đâu, mờ đến đâu thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái này rất là dễ bằng cách là tô và điều chỉnh cái đoạn thể hiện đen trắng ở trên cái mặt nạ này. Đấy, thì đây là cách mà mọi người hay làm cái bóng đục. Đấy, một công trình kiến trúc cũng thế, hoặc là một cái ví dụ ảnh chụp cái điện thoại. Đấy, nếu như mà ảnh thật thì sẽ có rất là nhiều công ty người ta chụp một cách rất là chuyên nghiệp, người ta có thợ ảnh, người ta bố trí đúng thật, đặt nền dưới là gương, người ta bố trí sản phẩm, người ta chụp rất là chuyên nghiệp, với lại lồng chụp, với ánh sáng phối với các thứ rất là tốt. Nhưng mà những công ty đó thì họ sẽ phải có đội ngũ thợ, hoặc là họ sẽ ký kết hợp đồng với lại những cái bên mà chụp hình chuyên nghiệp để họ làm. Thế còn những cái cửa hàng nhỏ đôi khi, hoặc là những cái cá nhân nào đó họ viết bài, họ buôn bán nhỏ, họ đưa tin hoặc đấy, thì họ có thể tự lấy một cái hình đơn giản và họ mông má lại, họ làm bằng cái cách Photoshop như thế này để họ tự tạo ra những bóng bóng ngược cho sản phẩm thôi. Thì cách thức mà làm thì nó cũng tương đối là đơn giản như thế. Thế và chúng ta còn có một cái kỹ năng nữa, nó cũng gần tựa tựa giống như là cái gần tựa tựa giống như là cái Lemax này. Đó là một cái lệnh gọi là lệnh paste into. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu thử cái paste into nó như thế nào nhé. Quay trở lại cái bài này, tôi sẽ xóa bỏ cái mặt nạ này đi. Thế thì bây giờ tôi muốn là đưa cái mặt nạ, đưa cái cầu vồng này vào trong cái khung cảnh, và tôi muốn là không còn cái chân này nữa. Thì ngoài cái lệnh mà sử dụng mặt nạ lớp như vừa rồi chúng ta đã giới thiệu, thì chúng ta còn có một cái phương pháp nữa là dán một cái vùng hình ảnh vào trong vùng chọn cho trước. Thế để thực hiện cái việc này chúng ta làm như sau. Các bạn quan sát, giữ Ctrl kích vào đây để tôi copy lấy cái vùng điều ảnh này. Đến đây thì tôi không cần cái này nữa. Như vậy là cái vùng điểm ảnh liên quan tới cái mặt nạ này, các cái cầu vồng này đã được copy vào trong bộ nhớ. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành xử lý như sau. Bằng một công cụ bất kỳ nào đó, các bạn có thể là tạo ra cái vùng chọn. Ok, đây màu trời nó tương đối là thuần thì chúng ta có thể lấy cái quick selection này, chúng ta kéo một đường đi. Đấy, ví dụ như thế này. Thế bây giờ cái
phần đỉnh núi này tôi có thể thêm bớt một tí như sau. Như vậy là tôi đã có cái phần vùng chọn liên quan đến trời đó. Bây giờ nếu mà muốn cho nó trông cho nó ổn hơn một tí thì chúng ta có thể là thu nó lại một tí, sau đó thì chúng ta sẽ gắn một cái feather. Ví dụ như vào modify chúng ta có thể chọn cái contract chẳng hạn, tôi cho nó thu lại một chút, sau đó thì lại cho nó một cái feather để đảm bảo rằng là cái việc mà chúng ta dán vào đây thì nó sẽ có cái biên mờ. Đến đây thì tôi làm gì nữa, tôi sẽ thực hiện như sau. Các bạn để nhé, edit này, paste special này. Mọi hôm thường thì chúng ta sẽ sử dụng paste là dán đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta thay vì sử dụng paste thông thường chúng ta sử dụng paste special đấy. Và chúng ta sẽ chọn cái lệnh thứ hai trong menu con, đó là paste into, dán vào trong một cái vùng chọn đang có. Bằng cách như thế này thì tôi đã dán cái ảnh, cái cầu vồng vào trong cái vùng chọn. Và các bạn nhìn thấy là mặc nhiên là gì đấy ạ? Mặc nhiên là cái chân cầu vồng nó bị mờ đi, không nhìn thấy nữa. Vì sao? Vì tôi dán nó vào trong cái vùng chọn thôi. Cái chỗ nào nằm ở trong vùng chọn thì sẽ được nhìn thấy, chỗ nào nằm ngoài vùng chọn thì sẽ bị che đi. Đấy. Và thực tế ra thì các bạn sẽ thấy rằng cái kỹ thuật này với lại cái kỹ thuật tạo một cái mask thì nó rất giống nhau. Nó cũng có một cái phần đen trắng ở bên cạnh này, và cứ phần nào đen thì tương ứng với phần bị che, phần nào trắng thì tương ứng với phần được hiển thị. Thế thì điểm khác nhau giữa cái paste into với lại cái mask này nó là cái gì? Nếu mà chỉ nhìn một cách đơn thuần ở trên cửa sổ layer thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó thiếu đi một cái biểu tượng này, thiếu đi một biểu tượng là cái xích đấy. Nếu như có cái xích thì trông nó sẽ rất giống như là cái biểu tượng của layer mask. Bỏ cái xích này đi, thế thì nó khác cái gì? Nó khác ở cái chỗ là tôi có thể chọn cái ảnh tôi dịch sang chỗ khác, hoặc là tôi dịch cái mặt nạ che chắn. Nếu tôi dịch mặt nạ che chắn thì sẽ có những chỗ mà cái đối tượng nó sẽ không hiển thị đúng nữa. Cái mask thì nó khác với cái kia là hai cái nó luôn luôn đi cùng nhau đấy, là cố định cái vị trí xuất hiện của cái bị che và cái che. Thế nhưng mà về mặt bản chất thì hai thằng nó khác nhau, rất rất khác nhau là thế này. Lệnh paste into thì chắc chắn phải có cái lệnh copy trước, thứ hai là phải tồn tại vùng chọn thì mới làm được đấy. Thế còn lệnh mà tạo mesh thì nó không nhất thiết là phải như thế, có thể là tạo mesh trước rồi mới xử lý, hoặc là có vùng chọn rồi thì tạo mesh. Thì cái cách làm của thằng thêm mặt nạ mắt vào thì nó sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều so với cái cách là làm bằng lệnh paste into. Còn cái bản chất che thì nó vẫn là cái mặt nạ che thôi đấy, nhưng mà cái cách thức thể hiện thì thằng kia là tuyệt đối là phải có cái thao tác copy trước rồi tạo vùng chọn thì mới thực hiện được, thì nó khác nhau một chút như vậy. Còn bản chất thì vẫn cứ là dùng mặt nạ đen trắng để che. Thế và đến đây thì chúng ta đã hết các cái kỹ thuật gọi là che chắn một phần hình ảnh hay chưa? Thì chưa, chúng ta còn một cái kỹ thuật nữa, đó là kỹ thuật bọc một cái phần hình ảnh vào trong một cái layer khác. Bây giờ chúng ta xem thử một cái ví dụ khác để xem nhé. Tôi lấy ví dụ như thế này xem nào.
tìm cái nào đó cho nó màu cho nó dễ chọn nhé. Đây ví dụ lấy cái hình của này đi. Bây giờ tôi lấy một cái màu như này. Đấy, chúng ta làm gì với nó? Đơn giản là cái cô này thì đang mặc đồ màu tím, đúng không? Tím đậm. Bây giờ tôi muốn thay cái trang phục cho cô ấy một tí sang một cái màu gì đó khác về đi. Lấy ví dụ như là tôi mở một cái tài liệu ra nhé, chúng ta thử xem làm cái này chẳng hạn. Bây giờ các bạn để ý này, chẳng hạn như là tôi có một vùng chọn, bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái layer mới, tôi sẽ tô cho nó bằng một cái màu bất kỳ, hoặc nói tóm lại là có một cái vùng hình ảnh. Đấy. Bây giờ làm gì nữa? Bây giờ tôi dán cái ảnh mà tôi muốn xử lý vào đây. Ảnh này không được tốt lắm nhỉ. Nên cho bây giờ tìm một cái mới nhá. Lấy thử một cái bức ảnh như này. Ví dụ bây giờ Ctrl A copy tôi dán lên đây thì sao? Ảnh này nó sẽ che hết cái phần ở bên dưới đúng không nào? Bây giờ chúng ta nhìn lại cái cửa sổ nhé. Một vùng ảnh như thế này tương ứng với lại những cái phần màu mè ở trên cái quần áo của cô đây, kể cả cái mũ luôn. Đấy. Không có người. Đây là phần copy. Đây, ảnh gốc đây. Thế thì bây giờ tôi sẽ làm việc với cái layer này như sau. Kéo lớn sang này lên một tí. Ok. Bây giờ làm gì? Tôi sẽ bọc cái layer phía trên này vào cái layer phía dưới. Layer phía dưới xem lại nó có hình gì nhé. Đây, nó chỉ có hình này thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Làm chính tắc thì chúng ta sẽ vào trong layer, vì đây là thao tác với layer. Các bạn chọn cho tôi cái lệnh gọi là lệnh Grid Clipping Mask and Control G. Chúng ta sẽ có gì đấy ạ? Những cái phần ở trên nó sẽ bọc vào, nó sẽ gắn vào cái phần dưới. Muốn cho nó có được cái chất nào đó mà trông tương tự như là cái đấy thì các bạn có thể là đổi cái layer này đó. Chúng ta sẽ thử xem là nó sẽ có những cái chất như thế nào để nó giữ được cái màu sắc thêm hình vào nhưng nó vẫn giữ được nếp nữa các thứ. Lấy ví dụ tôi có thể tạo ra một cái style trông nó sẽ trông nó sẽ dị, trông nó sẽ lạ hơn chẳng hạn. Rõ ràng là vẫn cái cô đó thôi, nhưng mà thay vì là một cái màu mè mà nó thuần như thế này, tôi có thể đưa nó vào giống như một cái chất matcha, giống như là một cái họa tiết gì đó nó ẩn ở trong cái
áo của cô ấy. Đây, và tông màu thì chúng ta sẽ chọn cái layer mà chúng ta vừa bọc, chúng ta sẽ chọn cái chế độ blending làm sao để cho ra được những cái tông mà trông nó lạ mắt một tí. Ví dụ như thế này. Thế thì cái thao tác này của chúng ta bản chất là cái gì? Tôi có một cái layer rất to ở phía trên, một vùng hình ảnh nhỏ phía dưới là vùng hình ảnh này, đúng không? Và bằng cách là bọc cái layer này thì chạm phía trên xuống phía dưới. Thế thì từ một cái rất to đó mà bọc vào cái nhỏ phía dưới thì nó sẽ biến mất ở những cái phần mà nằm ngoài cái diện tích. Các bạn cứ hình dung nó giống như là chúng ta có một cái giấy kẹo và viên kẹo ấy. Giấy kẹo thì chắc chắn to hơn viên kẹo, và nếu chúng ta mở phẳng ra thì cái điều đó nó càng rõ. Nhưng khi mà chúng ta bọc chặt nó vào trong cái viên kẹo thì người ta sẽ không nhìn thấy viên kẹo nữa, người ta chỉ nhìn thấy giấy kẹo. Nhưng giấy kẹo lúc này thì lại có diện tích, có hình hài giống như cái viên kẹo ở bên trong hay là ở bên dưới nó. Thì đây là cái cách để mà người ta có thể là giấu một phần hình ảnh đi, bằng cách là gì ạ? Đưa nó vào, bọc vào một cái layer nằm ở bên dưới, ngay bên dưới nó, và có diện tích nhỏ hơn. Thế thì cái diện tích nó to thế nào, hình hài của cái layer bên dưới nó như thế nào, thì cái phần mà chúng ta bọc vào nó sẽ có cái hình dáng và cái vị trí giống như là cái layer bên dưới. Thế đây chính là cái cách để mà chúng ta có thể là giấu phần hình ảnh nằm ngoài cái diện tích của layer bên dưới đi. Thế tháo ra thì sẽ ngược lại. Đó là gì ạ? Làm ở đâu thì tháo ở đó. Đây là quy tắc rất chung của nhà Adobe. Đó. Vừa nãy là chúng ta sử dụng cái lệnh là Clip Clipping Mask, thì bây giờ chúng ta sẽ có là Release Clipping Mask. Vị trí vẫn như thế, lệnh vẫn như thế, chỉ có điều là đã làm rồi thì bây giờ nó đảo ngược cái lệnh lại là Release, tháo ra. Thế còn nếu mà chúng ta muốn làm một cách nhanh hơn thì chúng ta có thể là dùng phím tắt như thế này. Các bạn nhấn giữ phím An ở trên bàn phím, sau đó thì các bạn trỏ vào phần giáp danh giữa hai layer trên và dưới. Khi nào mà các bạn nhìn thấy cái biểu tượng như thế này hiện ra thì các bạn kích chuột một cái thì nó sẽ bọc vào cái layer bên dưới. Còn tháo ra thì cũng làm giống hệt như thế. Đó là giữ An, kích vào cái phần giáp danh giữa hai cái layer đã bọc vào nhau thì nó lại tháo rỡ ra. Đây, cách thức mà chúng ta có thể tiến hành làm thì chúng ta có 3 cách như thế. Một là bọc một layer và một layer bên dưới nó, layer trên phải to hơn layer bên dưới. Thực ra thì không to hơn cũng được, không to hơn thì nó sẽ gần như là đính kèm luôn vào cái diện tích bên dưới. Thế còn cách thứ hai là dán một cái vùng hình ảnh đã được chọn, đã được copy vào trong một vùng chọn đang hiện hành, đang có, bằng lệnh paste into. Và lệnh thứ ba là tạo cái mặt nạ lớp như là chúng ta đã trình bày lúc đầu tiên. Như vậy là để che chắn, ẩn giấu đi một phần hình ảnh ở đó mà không làm mất đi những cái điểm ảnh, thì chúng ta có thể áp dụng một trong ba cái kỹ thuật đó. Bây giờ chúng ta có thể là minh họa thử bằng một hai cái bài tập nhé. Đây, chúng ta sẽ xem luôn xử lý bằng bài tập như thế nào. Đây, ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy cái này. Đây cũng có thể là họ sẽ sử dụng bằng cái gì nhỉ? Bằng cái kính lọc để họ có thể giữ lại một màu đó họ muốn. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng là đây là can thiệp bằng Photoshop nhiều hơn. Họ sẽ làm như thế nào để có được những cái bức ảnh mang tính nhấn màu như thế này? Thế đây chúng ta cũng có thể làm những cái tương tự như thế. Ví dụ như là tôi muốn giữ lại một cái nào đó, chỉ có một cái phần nào đó có màu thôi chẳng hạn. Thế đây, chúng ta sẽ xem cái cách thức làm. Chúng ta có thể là nhân bản một cái layer này lên, ví dụ. Sau đó thì tôi sẽ biến cái layer phía trên này trở thành trạng thái là bị giảm màu hoặc không có màu. Chúng ta có thể dùng công cụ hoặc là chúng ta dùng lệnh. Đây, dùng lệnh cho nó nhanh nhé. Vào email này, adjustment này, và chúng ta sẽ có một cái lệnh là lệnh desaturate.
phím tắt là Shift Ctrl U. Với thao tác này thì nó sẽ cắt luôn tất cả các giá trị màu ở cái layer mà chúng ta đang chọn đi. Thế thì bây giờ tôi sẽ làm gì với cái này? Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn liên quan tới cái hình ảnh này. Đây, pen đi, tại vì có mấy đoạn cong cong thì dùng pen luôn cho nó nhanh. À, xin lỗi, nhầm rồi. Chúng ta đang làm việc từ path a sharp layer. Và path nha. Ví dụ này, tất nhiên làm mà làm chuẩn thì chúng ta phải làm kỹ hơn nữa. Nhà làm nhanh, demo thì chúng ta có thể làm nhanh như thế này. Sau khi mà chúng ta có cái vùng chọn này rồi, thì tôi vùng path này rồi, thì tôi mới Ctrl Enter, thì tôi sẽ có vùng chọn này, đó. Và tôi sẽ đảo ngược vùng chọn lại, Select Invert. Lúc này thì vùng chọn sẽ là xung quanh này và chừa ra cái gì đây? Chừa ra cái bốt này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra cái mặt nạ thì nó sẽ giữ cái màu trắng ở phần được chọn và tô màu đen vào phần không được chọn, và do đó thì nó vẫn giữ cái layer phía trên này là layer không có màu, và nó giấu cái phần hình ảnh cái bút điện thoại mà đã bị màu xám đi, thì chúng ta lại nhìn thấy cái phần bút điện thoại gốc ở cái layer bên dưới đó. Với cách như thế này chẳng hạn, tôi có thể tạo ra được một cái ảnh mà nó mang tính chất gọi là nhấn màu, nhấn ngay. Thì đấy chính là một cái ứng dụng khác mà chúng ta có thể gặp ở trong cái cách mà chỉnh lý. Thế hoặc là đây một kỹ thuật nữa, ví dụ như là nó dính dáng tới cả cái blending. Chúng ta có hai cách, đúng không? Ví dụ là bây giờ tôi muốn hướng dẫn các bạn một cái cách gọi là chỉnh một cái ảnh gọn sáng nó thật là nhanh. Đấy, thì chúng ta có thể là thay vì dùng công cụ rồi thì dùng các lệnh các thứ lằng nhằng rất là nhiều, thì bây giờ chúng ta có thể làm một cách rất là đơn giản như thế này. Ví dụ nhân bản, đây là một cái ảnh mà gợn sáng này, mặt rất là tối khó nhìn, đúng không? Bây giờ tôi nhấn Ctrl G, tôi nhân bản cái ảnh này lên. Sau đó tôi kích sáng lên bằng cách là thay đổi cái chế độ hòa trộn blending mode của cái này sang thành screen. Khi mà tôi chuyển sang screen thì rõ ràng là khi trồng một cái lớp với chế độ blending screen vào thì nó sẽ làm cho ảnh của chúng ta nó sáng lên rất là nhiều. Nó có thể nhìn tương đối rõ ra mặt. Tuy nhiên là để giữ như thế này thì xung quanh, khung cảnh xung quanh là nó bị chói. Đấy, và bây giờ tôi muốn là giữ lại cái phần mặt mũi của cô bé này là tương đối sáng thôi, còn lại tôi giả khung cảnh về cái gốc ban đầu. Thế thì một là chúng ta có thể sử dụng cái công cụ quen thuộc hôm trước mà chúng ta đã nói rồi, đó là công cụ tẩy, đúng không? Tôi sẽ tẩy hết tất cả những cái phần xung quanh.
chỉ để lại cái phần liên quan đến cô bé này thôi, cái phần mặt cô bé thôi. Đấy, đây là một cách. Đó. Hoặc cách thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng những ngay chính cái kỹ thuật mà vừa rồi chúng ta đã làm. Đấy là nhân bản này. Đó. Chuyển đổi chế độ screen này. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra cái mặt nạ cho cái layer này. Tất nhiên mặt nạ này là mặt nạ trắng. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng bút, chúng ta sẽ tô màu đen vào đây. Giấu những cái phần mà nó bị sáng lên theo, chỉ để lại cái phần của bé là tương đối sáng thôi. Đây cũng cần chọn riêng đối tượng ra nó còn sáng bằng sao? Đây cũng cần chọn riêng đối tượng của cô gái ra nó cũng không nhất thiết. Trong trường hợp này cái mà tôi cần là chỉ có gì đấy ạ, kích sáng cái phần mặt lên thôi mà, kích sáng phần mặt, kích sáng phần người lên một tí cho nó đỡ cái cảm giác là tối xì khi mà ngược sáng. Thế thì thực ra có rất là nhiều chỗ có thể chấp nhận cái sự tối đó. Cái khác biệt nó chỉ là cái gì đấy ạ? Cái phần mặt nó cần sáng lên một chút. Đó. Thì tôi có thể giải quyết các cái vấn đề bằng cách là tạo ra một cái layer có tính chất screen này, sau đó dùng mặt nạ che những cái phần mà tôi không muốn nó sáng theo. Đấy. Và những cái phần đó thì đâu có cần phải hình hài gì nó quá là cụ thể đâu. Đúng không nào? Thì đấy là cái cách ứng dụng mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái cách xử lý ở trong Photoshop. Đấy, giấu một phần hình ảnh của nó đi thay vì xóa. Thế còn bài tập thì ở đây thì sẽ có hai bài tập liên quan tới cái kỹ năng che giấu hình ảnh. Đây để mở để các bạn xem, các bạn có thể thử làm luôn để làm quen với cái kỹ thuật này cho nó cụ thể hơn. Đây nhá, các bạn là quan sát nhé, sẽ có hai bài tập này. Bài tập số 7 đây các bạn nhìn, 1 2 3 4 5. Đây chúng ta có những cái hình ảnh như sau. Một ảnh này, đây tôi đóng những cái không cần thiết lại nhé để chúng ta nói chuyện với cái bài tập luôn. Đây, một ảnh, hai ảnh, ba ảnh, bốn ảnh, kết quả. Bài tập này rõ ràng là đưa một số cái phần ảnh vào đây. Đây, ảnh lá này, ảnh hoa này, vào trong một cái diện tích hình tròn như thế này, có kèm theo một cái phần gọi là layer style tạo cái outer glow. Ngoài ra đưa chữ vào, nhưng đồng thời chữ này thì lại không tô bằng màu mè bình thường, không tô bằng các phương pháp bình thường, và bằng cách là gì đấy, tô bằng ảnh. Thế thì các bạn có thể áp dụng được cả ba cách mà chúng ta đã nói đó. Copy những vùng ảnh cần thiết, sau đó thì paste nó vào trong một cái vùng chọn có hình dáng chữ, có hình dáng tròn như thế này. Đấy là một cách, đúng không? Rồi đưa ảnh vào, sau đó tạo mask, để sau đó thì chúng ta sẽ giấu những cái phần mà chúng ta không muốn đi, thì chỉ còn giữ lại những cái phần hình ảnh tương ứng với chữ nghĩa, tương ứng với lại cái hình tròn này nhé. Và một cách khác là gì đây, tạo ra chữ, tạo ra các cái layer có hình tròn này kia, sau đó thì chúng ta bọc nó vào những cái hình ảnh vào. Thế đây là một bài nhé, bài thứ hai, các bạn quan sát tiếp bài thứ hai, bài 8 kế cận luôn. Chúng ta có mấy cái bài như thế này đó. Một cái hình ảnh cánh đồng này, dốc trâu đi này. Cái ảnh thứ hai là một cái mặt nước này, cái này là ghép thêm thôi, không quá quan trọng. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy là có cái gì đấy ạ,
Thứ nhất là nhân bản của con trâu, thứ hai này ghép bằng nước từ bên chỗ nọ sang chỗ kia này. Để chữ thì thôi, không, cái này không phải cái quá quan trọng. Con chim này mở đi một phần không quan trọng, chủ yếu đây các bạn sẽ xem cách thức làm sao để ghép được một cái mặt nước từ chỗ họ sang mặt nước chỗ kia, nó vào nó vẫn mềm mại, nó vẫn ăn vào trong cái bờ cỏ giống như là một cái mặt nước thực sự như thế. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn hai cái bài tập này, các bạn thử nghiệm, các bạn làm thử và vướng víu đậu thì chúng ta sẽ trực tiếp gọi là trao đổi với nhau luôn, hoặc các bạn cũng có thể là lặp lại thử mấy ví dụ mà tôi vừa mới minh họa với các bạn, đúng không? Thế bây giờ đưa hết cả nhé, cả bài tập lẫn những cái ảnh mà tôi vừa mới làm minh họa đó, là tùy các bạn làm cái gì thì làm, nói nhé. Cái text đấy thì tạo một chọn của text rồi gì để đưa ảnh trong text á, sự control click vào thumbnail của nó là xong, nó cũng như cái ảnh nhưng mà cứ có mặt ở trong cửa sổ layer thì cứ giữ control click vào thumbnail của nó sẽ tải cái vùng chọn liên quan tới cái layer đó lên. Thế tuy ba cách đều dùng được cả, bạn muốn dùng cách nào thì dùng. Nói tóm lại là trên một cái bài đấy, mỗi chỗ bạn có thể dùng một kỹ thuật khác nhau, làm sao trong cả cái bài đấy bạn rà soát lại và bạn thử nghiệm được cả ba kỹ thuật